tôi bức xúc đúng không? Ba tôi bệnh, tôi mới tới những cái nơi này, không? Đây, đây là cái đi cô này ha. Và đi cô này và những cái người ở đây rất là làm bức xúc cho cái chùa Long Hương này ha. Họ tu. Không không. Con nói cho chú nghe, con đã dằn. Con đã dằn. Nhưng người ta vẫn muốn kiếm chuyện đúng không? Đây. Để em quay cho cả nhà xem nha mọi người. Đây. Cả nhà xem nha. Đây là những cái gương mặt. Rồi. Em nói chị nè, em rất dằn nhưng mà do những người ở đây làm em nóng lên đúng không? Đây. Nè cô. Chào. Chào Nhật Tổ nha. Chào, em chào chị Tố Nữ. Nhà chị mà có ai bệnh đừng có lên chùa Long Hương này. Em mua một cái đơn thuốc mấy chục triệu, ba em bị bệnh. Mà bị bệnh nan y mà lên cái chùa này bắt mạch. Mà công nhận những cái người ở đây nè chị. Xem người bệnh như cỏ rác đó chị. Con hỏi ba chứ con dằn mà ba. Tại vì mọi người đâu biết chú. Con nhịn đúng không? Con đã dằn. Quay phim để lên học kinh nghiệm. Con đã dằn nhưng mà mấy người này đã tu rồi thì mình đừng có nên sân si. Đúng chưa? Mình sân si thì mình nên đi ra khỏi chùa để mình ảnh hưởng cái tên chùa Long Hương của mình, nó nằm ở Nhơn Trạch và Đồng Nai. Đúng không? Chú khi chú kêu con tắt, chú phải nhìn lại đi cô đằng trước mặt của con. Như vậy là như thế nào? Ở đây tụi con không sân si. Những camera mình nói chuyện cho nó đàng hoàng. Thì thôi bây giờ giải quyết như vậy thôi được rồi. Trời ơi. Vũ muốn hùa nhau ra là sao? Đâu có được chú. Người ta mua đơn mà hành người ta từ trưa cho tới chiều. Đây. Đây đà đó, thấy chưa? Đó. À, thôi, bây giờ sao? Đây. Thấy ba em không? Khi mà mình đi mua một cái đơn thuốc mình đưa ra tới giờ trưa mới 11 giờ 10 thôi mọi người. Mới 11 giờ 10 thôi. Mà là đói đuổi khách. Kêu là tính tiền lẻ đi. Không. Đuổi khách tính tiền lẻ đi tới giờ ăn. Tới giờ. Tới giờ ăn. À, đây là cái cô này nè. Cái chị này nè, Nico nè, nói là hết thuốc rồi không bán. Nè. Đây. Đó, mọi người xem nha, cái chùa trang nghiêm lắm. Khi mà cái đơn thuốc đưa ra thì có cái thái độ nói là bây giờ hết thuốc rồi, kêu lên công ty. Đó. Đây, và cái cô này là không có mặt ở buổi trưa nên không biết. Và nên là bây giờ chỉ có quay như thế này thôi. Và để là bình và gọi là bảo vệ cho ngôi chùa Long Hương. Đó. Đây. Và Nico này mà nói là không bán thuốc nha mọi người. Trời ơi, chị biết ở đâu không? Cái chỗ chùa Long Hương ở Long Thành, Đồng Nai nè chị. Nhân Trạch nè, qua cái cầu Cát Lái là tới nè chị Tố Nữ. Đó. Khi mà đợi em bút xúc lên rồi. Đợi em bút xúc lên rồi bắt đầu mới dè dè im im hết. Chị quay thì chị đừng có che cái mặt chị hạ xuống vậy nè. Đó, để mọi người mới thấy chị đẹp gái như thế nào. Đó. Đâu có ai rảnh mà đi vô chùa sân si vậy đâu mọi người. À, chị biết cái chùa này rồi hả chị? Đúng rồi. Một năm trước người nhà em cũng đi lên đây mà cũng bị hành như vậy á chị. Đó. Hồi chưa cũng như vậy. Hồi chưa cũng lấy đơn rồi hành như vậy. Dạ. Tại chẳng qua là bệnh mình mới lên tới đây. Nhưng mà ai ngờ lên tới đây đó chị thấy không? Công nhận cái ngôi chùa này em nói thiệt. Một cái đơn thuốc đó gần 40 triệu chị. Ba nên hỏi là cái chùa Long Hương này.
Đó, thầy tu mà thầy là nguyên cái chủ trì mà không ngờ những đệ tử của thầy như vậy. Thì ba kêu cái đơn thuốc đưa ra cho ba đi. Giờ mày làm cái gì nữa? Thì ba kêu đưa đơn thuốc ra cho ba. Mày làm cái gì mà cho tới mới chịu. Phải tới chứ ba, không tới đâu được ba. Người già mà nó còn nắm tay, nó đuổi như đuổi tà để nó tranh thủ, nó đóng cửa, nó lên nó ăn cơm mà. Giờ sao rồi con thấy đơn của chú quá chưa? Rồi đưa đây đưa cái đó đây vậy, tôi hoang mang quá, tôi mua con nhiệt chai à, đến đây không mua không được mà mua con chai vậy á hả chị, hoang mang à, chú hoang mang quá không mua quá hả, hoang mang luôn. Vậy á hả, sao sao á, đúng không, đúng không, bị hành xác quá anh ơi, đi quá xa mới đi quá xa mới đến nơi mà gặp như vậy. Rồi mới nghĩ cô kia cô nói là anh nói lớn lên để cho bên em này nó đang quay để mà nó đưa lên cái ngôi chùa nè, anh thấy không đó. Cái em rất là dằn cái cô kia, cô tâm sự với tôi là em nói đúng, dạ cái cô ngồi trong quầy thuốc á trực đây lộn đó, thấy không? Tôi nói liền, tôi mới nói khi cô đã tu rồi, cầu đầu tu đừng thấm tắm. Đó. Thấy chưa? Rất là hoang mang luôn. Hoang mang đúng không anh? Đó. Đăng tải chia sẻ cho em đăng cộng đồng biết luôn. Đúng rồi, đăng tải chia sẻ hết luôn phải không anh? Anh có anh đang cầm thuốc trong tay xin không phải tu. Giờ sao giờ sao? Để tiền đặt cọc chuyện người lớn người già đó, dằn mặt cỡ vậy luôn. Giờ sao giờ sao? Thấy không? Không có thầy thấy nói. Bây giờ không trả tiền hả? Bây giờ trả tiền. Trả tiền mà dằn cọc cỡ vậy đó, tiền mấy cái mặt con luôn. À, chùa đang không trả tiền mình hả? Trả. Trả tiền mà kiểu mà dằn cọc tiền à. À, cô thấy không, cô hồi nãy nè, cái cô này lớn tuổi nè đó, mà cô còn bị kéo tay đuổi như đuổi tà vậy đó mọi người. Người ta bệnh người ta mới lên đây đúng không cô, phải cô bị đuổi kéo ra như đuổi tà ngay 11:10 đúng không cô? Đó, cả nhà thấy không, em đâu có nói bậy đâu, mắt có chứng tai có nghe đàng hoàng. Em nhịn lắm mà bây giờ em rất là bức xúc, mà em nghĩ là cái ngôi chùa này rất là đẹp. Đó. Đây. Đó, đây, là, đó, đây đó, thấy cái mặt chưa? Đó, cầm tiền đây, thấy không? Đó. Quay nhiều vô. Nãy giờ cả nhà thấy không, khách hàng hai điểm lại. 44 nè. Phải không? 344 nè. 34, 34. À, đây đi, trời mình bỏ cái mặt mình xuống, trời mặt mình đẹp quá mà, trời ơi mình đi tu mà mình sân si cho nó đẹp chút đi, trời ơi đó. Hồi nãy chú thấy không, cái chú kia mới nói đó, trời ơi đó, đây quăng tiền dằn mặt khách đây. Trời ơi, cái chùa này đẹp quá. Đây, trời ơi, có thái độ đây. Hồi nãy nào mà cả nhà thấy không, cái chú kia mới